Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng các siêu phẩm tranh cá chép được làm bằng chất liệu gỗ hương đá và dát vàng, toàn bộ được dát vàng bôn số 9. Vâng, quý khách đang xem video clip chúng tôi đang quay trực tiếp tại showroom của đồ gỗ Thành Luân, rộng hơn 2000 m², rộng hơn 2000 m². Đấy. Hôm nay là chúng tôi giới thiệu các sản phẩm mà chúng tôi đã hoàn thiện xong, đó là 4 đôi tranh cá chép. Hiện tại chúng tôi tạm giới thiệu 4 đôi tranh cá chép Lý Ngư Vọng Nguyệt được làm bằng chất liệu gỗ hương đá có kích thước siêu khủng. Đấy, cao nhất là cao 2m này, 1m97, rộng 62 và dày 10 phân. Đấy, được làm bằng chất liệu gỗ hương đá và toàn bộ số cá trên được chúng tôi dát vàng bôn số 9, dát vàng ta vàng bôn số 9. Đấy, quý khách đang thấy trên màn hình đây. Sau đây, Thành Luân xin trân trọng kính mời quý khách bước ra được khoảng vài phút để cùng với Thành Luân chúng tôi đi vào đường nét chi tiết của 4 đôi tranh cá chép mà chúng tôi tạm giới thiệu 4 bức này, 4 đôi này. Hiện tại ở showroom của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, như phía ở trong này, phía trong showroom của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng đang trưng bày rất nhiều các đôi tranh cá chép rác vàng bột số 9 mà chúng tôi đã treo sẵn. Đây, trên mình khách đang thấy kia. Điển hình ở tầng 1 này chúng tôi đang treo 5 đôi như này ở trên, ở trên tường. Đấy, rất nhiều. Ở tầng 2 chúng tôi treo cũng rất là nhiều. Đấy, và sau đây thì xin quý khách cùng với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đi vào đường nét chi tiết của 4 đôi tranh cá chép chúng tôi giới thiệu trong ngày hôm nay. Quý khách hàng nào mà có nhu cầu, xin quý khách hàng hãy bớt chút thời gian về trực tiếp tại showroom của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đấy, chân cầu Anh Trỗi, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Vâng, và xin quý khách cùng với Thành Luân chúng tôi đi vào đường nét chi tiết. Trước tiên, chúng tôi giới thiệu đôi khủng nhất, có kích thước cao nhất. An lại ra đây ô cậu cả. An. Vâng, kích thước khủng nhất và cao nhất, đó là cao 1m97, rộng 62 và dày 10 phân. Sau đây chúng tôi sẽ nhờ một anh bạn này đứng vào cái chỗ đôi cá này để khách hàng thấy được cái chiều cao của đôi cá này. Vâng, bạn này cao tầm khoảng 1m75, cao giơ tay hẳn lên đôi cá này. Đấy. Đôi cá này 1m97 và rộng 62, dày 10 phân. Đó, hàng siêu khủng, được đục chạm thủ công kênh bong. Ok, đục chạm thủ công kênh bong siêu đỉnh cao và đẳng cấp. Đấy, đục chạm thủ công kênh bong đây. Đấy, toàn bộ được rác vàng 4 số 9 với hai chữ Phúc và Đức. Đấy, Phúc và Đức ở tranh cá chép này, được đục chạm kênh bong, đục chạm kênh bong. Đấy, đây là hoa sen cá chép, toàn bộ được rác vàng 4 số 9. Chúng tôi nhấn mạnh là rác vàng 4 số 9 và đục chạm theo lối 4D, không gian 4D, chúng ta nhìn tứ phía, nhìn 4 chiều. Đấy, đều thấy nó đỉnh cao đẳng cấp như này. Đây, đây tôi sẽ quay chiều ngang. Đấy, đây chúng ta nhìn từ chiều ngang. Đấy, chiều cao xuống, chiều dưới lên, đều là đỉnh cao hết, đều là đẳng cấp. Đấy, đôi tranh này có kích thước 62 x 1m97. Về giá thành thì quý khách hãy liên hệ ngay với Thành Luân tôi, bởi vì đôi này là đôi siêu khủng, siêu to khổng lồ, nó to, nó dã man luôn. Đấy, tôi sẽ đọc hai bài thơ của chữ Phúc và chữ Đức này. Phúc như Đông Hải trường lưu thủy, Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa. Phúc như Đông Hải trường lưu thủy, Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa. Vâng, rất chi là hay và ý nghĩa. Vâng, 4 đôi tranh cá chép này có đồng loại gỗ và được dát vàng giống nhau. Đấy, mẫu mã thì giống như nhau nhưng mà khác nhau về kích thước. Đấy, 1-2 trong 4 đôi tranh cá chép này thì của Thành Luân chúng tôi cũng đã có chủ nhân. Đấy, tiếp theo chúng tôi giới thiệu tiếp theo. Ở đây chúng tôi có 3 đôi dát vàng ta 4 số 9 và đôi này là dát vàng Đài Loan này. Đôi này dát vàng Đài Loan của khách hàng Hưng Yên đã mua rồi này. Đôi này thì có kích thước 62 x 1m78 và dày 10 phân. 62 x 1m78, dày 10 phân. Đấy, đôi này chúng tôi cũng đã có khách hàng là mua rồi. 62 x 1m78. Đây là vàng này, là vàng Đài Loan này. Của khách này vàng này không phải là vàng ta 4 số 9 này. Đấy, 3 đôi kia thì là chúng tôi là dát vàng ta. Nhưng cái đôi này theo yêu cầu của khách hàng là chúng tôi là dát vàng Đài Loan. Đây, cách nhìn đây nó có khác nhau không? Đây là vàng ta này, đây là vàng Đài Loan này, vàng ta này, vàng xịn này, vàng 4K 24K này và vàng Đài Loan này, khác nhau hoàn toàn. Đấy, tiếp theo mà đôi này là kích thước 57 x 1m57, dày 10 phân. Đôi này Thành Luân chúng tôi đã có chủ nhân ở tại Phú Thọ.
đã mua đặt sản phẩm này 57 nhân 1m57 siêu phẩm, siêu đỉnh cao đẳng cấp, được đồ gỗ Thành Lương chúng tôi đấy, vừa mới hoàn thiện xong. Đây dát vàng ta và vàng Đài Loan này của khách đây. Vàng ta này nhìn nó sáng hơn, vàng Đài Loan nó xỉn. Đó, nhìn thì nếu mà không biết thì cái khách vẫn không biết đâu là vàng Đài Loan, vàng ta đâu. Đó, nhưng mà Thành Luân chúng tôi là chuyên sản xuất mặt hàng đỉnh cao đẳng cấp. À, còn đôi này, một đôi này 61 nhân 1m68 và dày 8 phân. 61 nhân 1m68 dày 8 phân. Đôi này Thành Luân chúng tôi bán giá 65 triệu. Đấy, 61 nhân cả 1m68 và dày 8 phân thì là 65 triệu. Và quý khách đang xem video chúng tôi đang quay trực tiếp tại xưởng của đồ gỗ Thành Luân nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ở đây là rất nhiều các siêu phẩm của Thành Luân chúng tôi đang được trưng bày tại showroom cũng như là cửa hàng của Thành Luân chúng tôi. Các bác có nhu cầu hãy về trực tiếp tới cơ sở của Thành Luân chúng tôi để tham quan một sở thị hoàng gia hương đá và hoàng gia gỗ gõ đỏ. Showroom của Thành Luân chúng tôi trưng bày hơn 2000m2, trưng bày rất nhiều các siêu phẩm. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.